Nhiều ký rồi mọi người ạ. Sáng nó giặt ở giữa kinh luôn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là tối rồi các bạn. Mấy anh đang tối rồi. Trống.
sao lủng. Bơm ra đó. Giờ cũng đã tối luôn các bạn. Đây là chảy quá trời, chảy lo mọi các bạn. Cũng mưa tới rồi nên sạch chưa. Chắc mình quay không có kịp tối rồi các bạn, mưa nữa không rồi thôi đó ha. Quá trời chảy sao đứt rồi. Rồi mình gắn quay được như được cho các bạn xem ha. Vừa tới. Bắt đèn. Mưa luôn. Rồi mưa luôn các bạn ơi, mình vô nha các bạn. Rồi hiện giờ đang mưa luôn các bạn. Khó quay quá trời luôn, mưa lâm găm rồi, mình chưa khô nữa các bạn. Làm đêm luôn các bạn. Đi bút ra bắt đèn.
anh em làm đêm luôn, anh tranh thủ luôn. Tay luôn, cấp nước nữa rồi. Rồi không được rồi, mời bơm tiếp các bạn. Mời tăng cường cái dầu á.